Rất vui được gặp lại các bạn và mình là Louis. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một chiếc máy nhỏ nhắn xinh xắn rất là đáng yêu. Đó chính là Canon EOS M50. M50 là một cái con máy được ra mắt hồi nửa đầu năm 2018. Tuy nhiên nó sở hữu một số công nghệ mà cho đến thời điểm hiện tại bây giờ nó vẫn đang sử dụng rất là tốt. Đầu tiên thì mình sẽ để cho các bạn xem thử cái ngoại hình của nó ha. Chiếc máy M50 là một chiếc máy rất là nhỏ luôn, rất là nhỏ gọn luôn. Nè các bạn có thể nhìn thấy ha. À, rất là nhỏ nha. Ở đây là mình đã gắn cho nó một cái Monrit, tức là một cái cây bằng thép rồi. Nó mới lớn như thế này thôi, bình thường thì nó chỉ có nhỏ như thế này thôi nè. Nó không có phải là nó bự ra như vậy đâu. Đó, rất là nhỏ. So về một cái trọng lượng thì cả máy và nghĩa là cả body và len luôn thì nó chỉ nặng khoảng 500 gram mà thôi, tức là nửa ký à. Rất rất nhẹ, nhẹ lắm. Đây mình sẽ so sánh cho các bạn với một chiếc máy tính bỏ túi Casio ha, để cho các bạn thấy là nó sự nhỏ của nó nhỏ tới mức nào. Đây mình sẽ để theo cái chiều ngang cho các bạn nhìn thử nè. Đó, các bạn có thể nhìn thấy không, chiếc máy nó còn nhỏ hơn, nghĩa là cái độ gọn của nó còn gọn hơn một chiếc máy tính Casio rất là nhiều luôn á. Nó gọn hơn gần 1/3 luôn, nên nó sẽ rất thích hợp cho các bạn nữ, những bạn có bàn tay nhỏ, nhẹ nhàng gọn gàng, để trong cái ba lô túi xách hay là hay đi du lịch di chuyển nhiều nơi thì đây là một cái sự lựa chọn rất là tốt. Còn riêng đối với những các bạn nam, những bạn mà thích cảm giác cầm nắm chắc chắn á, thì M50 này có lẽ là không phù hợp với các bạn vì nó rất là nhỏ, nhỏ lắm. Tuy nó có một cái bán cầm, nhưng mà tuy nhiên cái bán cầm nguyên bản gốc của nó, bạn cầm đối với bàn tay của mình thì mình cầm đâu đó chỉ khoảng là tối đa là 3 ngón tay thôi, còn cái ngón út của mình là bắt buộc đã lọt ra ngoài rồi, nếu mà mình không gắn cái rít vô. Cái rít này thì giúp cho mình cầm chắc chắn hơn rất là nhiều. Tuy nhiên thì đây là một cái rít của hãng Smorit, nên nó rất là, nó khá là chát, cái giá nó khá là chát luôn, vì nó sản xuất riêng dành cho dòng máy này. Cái hãng này nó sản xuất riêng cho từng dòng máy, ví dụ như A6003, A6000, A6004 vân vân, hay USR, tức là nó không sử dụng chung như một số cái Airblade khác là máy nào các bạn gắn cũng được. Còn này sản xuất riêng cho từng dòng máy, và nó là một cái thương hiệu chính hãng nên giá nó khá là chát. Tuy nhiên thì nó sẽ tối ưu hoàn toàn khớp cho từng dòng máy đó. Ví dụ như bạn có thể nhìn thấy ha, dưới đây nè, cái nắp pin dưới này nè, thì các bạn là nó chưa đúng cái phạm vi vừa khớp để các bạn thay pin, các bạn không bao giờ là sợ bị cấn hay bị gì hết. Giống như là cái khoảng phạm vi cái góc bên hông này đi, nó thiết kế có một cái độ cong vừa đúng để các bạn sử dụng cái màn hình bạn lật ra. Nói tới màn hình lật thì ở đây mình nói đây là một cái ưu thế rất là lớn của M50 so với tất cả các dòng máy của Sony hay Fuji nói chung, cùng phân khúc giá nha, các bạn nên nhớ cùng phân khúc giá. Thì chiếc M50 này tại thời điểm 2019, cuối năm 2019 hiện tại bây giờ, thì giá của nó dao động là nếu hàng mới thì đâu đó khoảng tầm 14 triệu, còn nếu hàng line new, hàng xài lướt á, thì chỉ khoảng tầm 11 triệu mà thôi, thì các bạn vừa có body và len luôn. M50 không phải là chiếc máy chụp ảnh đẹp nhất hay là quay phim tốt nhất, tuy nhiên nó có chất lượng dựa trên giá thành rất hấp dẫn so với tất cả các đối thủ cùng phân khúc. Đầu tiên nói về ngoại hình trước thì M50 có viewfinder mà rất nhiều đối thủ cùng phân khúc cùng mức giá không có. Ví dụ như chiếc máy ảnh mà EOS M6 Mark II mới ra mắt nhất của Canon vẫn không có viewfinder, nhưng mà chiếc máy này thì có. Cái điểm thứ hai nữa đó chính là màn hình xoay lật. Màn hình này là màn hình cảm ứng các bạn nha. Đối với Canon thì rất nhiều bạn đã sử dụng Canon rồi thì không còn gì lạ lắm nữa. Đối với màn hình cảm ứng của Canon, các bạn không những là cảm ứng chạm lấy nét mà còn là hiệu chỉnh menu tất cả máy đều trên màn hình cả, và độ nhạy của nó không khác gì một chiếc smartphone. Còn đối với Sony, có một số dòng Sony các bạn nó chỉ cho bạn chạm lấy nét thôi, còn khi các bạn mà chọn menu á, các bạn vẫn phải thao tác bằng tay, bằng joystick hay các bạn bằng phím mũi tên. Và cái đặc biệt nhất, ăn tiền nhất ở cái màn hình của Canon mà mình đó giờ chưa bao giờ làm mình thất vọng, đó chính là màn hình xoay lật
gần như là 360 độ. Thật ra nó chỉ có 280 độ mà thôi. Các bạn không thể xoay vòng tròn hết được, nhưng mà xoay gần như hết vòng. Đó, các bạn có thể lật ra phía trước, xoay hoàn toàn rất là thoải mái. Đó, các bạn có thể xoay lên, đó, xoay xuống, rất nhiều góc độ khác nhau ha. Đó. Tại sao mình thích cái màn hình xoay kiểu này hơn là cái màn hình mở ngược lên phía trên? Đối với một số cái màn hình mà giống như là đời mới của Sony bây giờ mở ngược lên phía trên á, thì thật ra khi các bạn mở ngược lên á, một số trường hợp đã bị cấn ở phía trên này. Còn sức mạnh bên trong thì sao? Đối với Canon M50, nó đang sử dụng một cái con chip xử lý là DIGIC 8, tức là con chip mới nhất của Canon cho đến thời điểm hiện tại luôn. Đối với những dòng máy mới ra, thí dụ như EOS R8 hay là M6 Mark II mới ra mắt trong cuối năm 2019 này, vẫn còn đang sử dụng con chip xử lý DIGIC 8. Còn thí dụ như là con máy 6D2 của mình đi. Con máy 6D2 của mình chỉ sử dụng con chip DIGIC 7 mà thôi. Còn máy 5D Mark 4 chỉ là sử dụng con chip DIGIC 6 cộng. Nhưng cái máy M50 là DIGIC 8. Nhiều bạn suy nghĩ rằng á là cái sensor trong máy ảnh nó mới là cái quan trọng. Còn mà cái con chip xử lý nó không phải là cái thứ gì đó nó quá hay gớm, nhưng mà tuy nhiên cái suy nghĩ này của bạn là nó chưa chính xác. Tuy là cái con máy M50 này kích thước cảm biến của nó chỉ là kích thước crop thôi, khó có thể so sánh được với full frame, nhưng tuy nhiên nó sở hữu với con chip xử lý DIGIC 8 của chip mới nhất này á, thì nó sẽ giúp cho xử lý hình ảnh của bạn đẹp hơn, giảm noise tốt hơn. Và những cái hình ảnh nó được tái tạo rất rất là đẹp, giúp cho các bạn có khả năng lấy nét nhanh hơn nữa. À, đặc biệt cái con M50 này nó có khả năng lấy nét dual pixel AF nhé. Mình sẽ cho các bạn thử xem so sánh là nếu đặt cái con 6D Mark II của mình kế bên cái con M50 này thì nó sẽ nhỏ gọn như thế nào. Đây, các bạn có thể nhìn thử ha. Đó. Giống như là một người khổng lồ với một kẻ tí hon vậy đó. Rất rất là nhỏ luôn. Đặc biệt là mình nhắc lại là cái máy M50 này mình đã có sử dụng gắn thêm cái rít bằng thép vô rồi. Đó, nó đã lớn hơn rất là nhiều rồi. Chứ nếu nguyên bản nó còn nhỏ nữa. Đó, các bạn có thể nhìn thấy ha. Rất rất là chênh lệch nhau luôn, nên đây rất là phù hợp cho các bạn, những bạn nào mà thích sự gọn nhẹ, di chuyển nhiều nhưng mà sức mạnh của nó vẫn rất là đáng gờm luôn. Nãy giờ liên thiên quá nhiều các thông số cơ bản như thông số lý thuyết của nhà sản xuất rồi, gây thì thực tế nó làm được gì, chất lượng hình ảnh nó như thế nào, cảm giác sử dụng nó ra sao, nào mình cùng nhau trải nghiệm nhé. Thì sẵn tiện cái sự kiện Việt Nam Motor Show 2019 hiện đang diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, thì mình tận dụng luôn cái cơ hội này để mình trải nghiệm cái con M50 trong cái buổi sự kiện này, xem nó có khả năng làm được những gì. Thì các bạn nên lưu ý rằng là trong sự kiện là một chỗ môi trường ánh sáng cực kỳ phức tạp, xanh đỏ tím vàng đầy đủ cả, và không phải là một điều kiện ánh sáng lý tưởng. Nên nếu mà M50 có thể hoạt động tốt được trong môi trường sự kiện như thế này thì mọi cái điều kiện khác như ở ngoài trời thì chúng ta không cần phải băn khoăn lo lắng gì nữa. Hầu hết 99% cái video bạn đang xem tại sự kiện Việt Nam Motor Show này là đều được quay bằng con M50 ở chế độ Full HD và hoàn toàn tự động. Mình không hiệu chỉnh bất kỳ thông số hay cài bất kỳ một bộ lọc filter nào cả. Đây là màu gốc của nó, thì nhìn vào đó các bạn có thể dễ dàng đánh giá được cái chất lượng hình ảnh, màu sắc thực tế như thế nào. Thì sẵn tiện đây mình sẽ chụp một số tấm ảnh bằng con M50 và lens kit. Đầu tiên là mình sẽ không sử dụng flash để các bạn có thể xem được chất lượng hình ảnh nó như thế nào nhé. Đây là hoàn toàn là file gốc, không qua chỉnh sửa gì hết. Các bạn có thể xem được cái độ chi tiết, khả năng bị noise, tao độ tái tạo màu sắc của nó. Mình cảm thấy rất là tách bạch trong cái điều kiện ánh sáng phức tạp như thế này mà không hề sử dụng đèn flash hỗ trợ. Nhiều bạn hay bị hiểu lầm là nếu ISO cao mới bị noise, thì thật ra không phải như vậy. ISO cao không dẫn đến hiện tượng bị noise, mà chủ yếu là trong môi trường ánh sáng phức tạp hoặc là điều kiện thiếu sáng thì sẽ bị noise. Thì sau đây là những tấm mình sử dụng flash rồi. Mình không sử dụng flash cóc ha.
thì các bạn có thể xem xét được là đối với con M50 cộng với chiếc lens kit cực kỳ rẻ tiền này luôn, cộng với đèn flash thì nó tái tạo hình ảnh cho ra cái chất lượng như thế nào, thì các bạn có thể theo dõi thử. Cái độ chi tiết nó đang tái tạo lên rất là tốt, ánh sáng, sự tách bạch mình cảm thấy rất là ổn. Còn bây giờ thì mình sẽ thử trải nghiệm cái việc là mình sẽ sử dụng cái ống kính khác, ống kính full frame thông qua một cái ngàm của Canon ha, để xem coi cái khả năng hoạt động của nó có trơn tru hay không, có thật sự ổn, có sự tốt như một cái chiếc ống kính EOS-M bản gốc của nó không. Đây là con Sigma 50S ha, mình sẽ thử trải nghiệm xem như thế nào. Và đặc biệt một điều là M50 có khả năng lấy nét vào mắt hoặc lấy nét vào khuôn mặt cho cái sự độ chuẩn nét chính xác nhất. Đây mình đang test qua ngàm ha, các bạn có thể xem cái chất lượng hình ảnh. Lưu ý những cái tấm mình chụp này hoàn toàn không sử dụng flash. Thật ra mình cũng muốn thử test flash cho các bạn lắm, nhưng mà xui khiến một điều là flash mình trong tại thời điểm này nó bị hết pin, nên mình chụp chay hoàn toàn không có flash ha, sử dụng cái ống kính full frame thông qua một cái ngàm của Canon. Các bạn có thể thấy được cái độ chi tiết, nội khối, độ tách bạch cũng một phần là đến bởi cái chiếc lens là Sigma 50S này. Nhưng mà phải nói là cái khả năng của chiếc lens hoạt động hoàn hảo thông qua cái ngàm, không gặp bất cứ một cái vấn đề trục trặc trở ngại nào cả, thậm chí là về tốc độ lấy nét, AF vào mắt hay AF vào mặt cũng rất là ổn, rất là tốt. Đây là một đoạn video ngắn mình quay với con lens Sigma 50S thông qua cái ngàm chuyển, thì khả năng lấy nét vào mắt vẫn hoạt động rất là tốt. Trong body của M50 thì có nhà sản xuất đã có tích hợp sẵn chức năng chống rung 5 trục điện tử. Cái điều rất đáng tiếc ở đây nó chỉ là chống rung điện tử thôi, không phải là chống rung vật lý. Điều này có nghĩa rằng nếu trong điều kiện ánh sáng tốt như ngoài trời thì khả năng chống rung sẽ hoạt động tương đối khá là ổn. Tuy nhiên nếu các bạn trong cái môi trường ánh sáng phức tạp hoặc thiếu sáng, trong tối thiếu sáng, thì cái khả năng chống rung này giảm đi đáng kể rất là nhiều ha. Tuy nhiên nếu bạn đi ngoài trời, các bạn quay phim ngoài trời thì các bạn có thể vừa đi bộ vừa quay phim, cái việc triệt tiêu chống rung này cảm thấy khá là ổn. M50 cho khả năng quay phim chế độ 4K với 25 khung hình trên 1 giây. Tuy nhiên cái điều này mình không đánh giá cao lắm, vì ở chế độ quay 4K thì cái khung hình nó bị crop đi 2,88 lần, crop đi rất là nhiều. Tuy nhiên đó không phải là cái điều mà mình không hài lòng. Cái điều mình không hài lòng ở đây chính là cái khả năng lấy nét khi các bạn quay 4K. Khi quay 4K thì nó không còn khả năng lấy nét như là quay Full HD nữa, mà nó lấy nét dựa trên cái độ tương phản. Nói thẳng là lấy nét ở chế độ 4K nó hơi bị ngu. Nên thật sự nếu các bạn chọn con máy M50 để quay 4K thì điều này không phù hợp. Nhưng riêng nếu quay Full HD thì mình cảm thấy rất là xứng đáng, chất lượng rất là ổn, rất là ok. Thì đây là toàn bộ cái video chia sẻ trải nghiệm với con Canon EOS M50 của mình. Vậy các bạn suy nghĩ sao về cái con EOS M50 này? Hãy để lại những lời bình luận, comment bên dưới để cho mình biết được suy nghĩ của các bạn nhé. Nhớ like, subscribe cái kênh YouTube của mình. Đừng quên nhấn luôn cái nút chuông nhỏ nhỏ cái bên để nếu mình ra những cái video thú vị tiếp theo thì các bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được thông báo. Cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý theo dõi và lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.